kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh được dự báo mây thay đổi. Đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc, tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu, mây thay đổi chiều tối mai có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm 94%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C, độ ẩm 92%. Khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, Mây thay đổi, chiều tối mai có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm 93%. Khu vực phía Tây, tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C, độ ẩm 94%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh mây thay đổi. Đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ C, độ ẩm 94%. Cảnh báo mưa dông kèm theo nguy cơ xảy ra gió giật mạnh, lốc xét, cây cối gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân. Đồng thời, mưa lớn có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp đô thị, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông là 0,95 đến 1 mét. Và bây giờ là thông tin chi tiết các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, suy dinh dưỡng là tình trạng thiếu hụt năng lượng và các chất dinh dưỡng làm ảnh hưởng đến quá trình sống, hoạt động và tăng trưởng bình thường của cơ thể trẻ. Theo UNICEF, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam hiện nay là 19,6%. Trẻ bị suy dinh dưỡng ngoài thể trạng gầy gò yếu ớt, còn dễ gặp tình trạng biến ăn kéo dài, bữa ăn nghèo dưỡng chất trong giai đoạn khoảng trống miễn dịch từ 6 tháng đến 3 tuổi, thậm chí là 4 đến 5 tuổi, ảnh hưởng đến khả năng phát triển thể chất khiến trẻ thấp bé, cơ thể chậm chạp hơn bạn cùng lứa tuổi. Lâu dài, khiến tất cả các cơ quan giảm phát triển, ảnh hưởng đến sự phát triển trí não và tiếp thu khi trưởng thành. Suy dinh dưỡng trẻ em có nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng thiếu các chất dinh dưỡng trong chế độ ăn hàng ngày của trẻ. Mặc dù có giảm so với giai đoạn trước, nhưng vẫn còn ở mức cao. Để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ, trước tiên cần nắm vững các nguyên tắc điều trị suy dinh dưỡng trẻ em nhất là trong giai đoạn 1.000 ngày đầu tiên kể từ khi mẹ bắt đầu mang thai cho đến lúc trẻ tròn 2 tuổi. Vì đây là thời điểm vàng để quyết định cho sự phát triển tối ưu của trẻ về cả thể chất lẫn trí tuệ, nếu được cung cấp chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Bên cạnh việc tăng cường bổ sung 3 nhóm chất chính cho trẻ suy dinh dưỡng là chất đạm, đường bột, chất béo, thì việc bổ sung các vi chất dinh dưỡng thiết yếu cũng vô cùng quan trọng đối với sự phát triển khỏe mạnh của trẻ. Các loại vitamin và khoáng chất là thành phần không thể thiếu trong các bữa ăn để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ. Những chất này tuy không sinh năng lượng nhưng lại có vai trò rất quan trọng trong các quá trình chuyển hóa, thúc đẩy quá trình giải phóng năng lượng của cơ thể, giúp cơ thể hoạt động tích cực, bảo vệ các tế bào và các cơ quan trong cơ thể. Trong những năm đầu đời, sự cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và chất lượng sẽ tạo nền tảng cho trẻ phát triển tốt. Việc cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em có thể diễn ra trong thời gian dài nên khuyến cáo cha mẹ cần bình tĩnh và kiên trì khi bổ sung các dưỡng chất cho bé. Ngoài chế độ dinh dưỡng, cha mẹ cũng có thể bổ sung thêm các loại thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cần chú ý nên lựa chọn các loại có nguồn gốc tự nhiên dễ hấp thụ, không cho con dùng đồng thời nhiều loại hoặc thay đổi liên tục các loại thực phẩm chức năng. Tốt nhất khi có tình trạng trẻ bị suy dinh dưỡng, cha mẹ nên phối hợp với bác sĩ chuyên khoa nhi lên thực đơn đầy đủ dinh dưỡng, đủ kẽm cho bé, giúp con được phát triển một cách toàn diện trong từng độ tuổi quý vị thân mến bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại